Nào tôi nghe cho bạn giải nghe không? Rồi, ok. How are you today? Can you hear me? Có nghe nói không nè? Con có nghe cô nói nè. Can you hear me? Can you turn on your camera nè? À, mình mở camera lên giùm cô nè. Can you turn it on? Sao không? À, nó bị yếu quạng nha, nóng lên. À, con nói chuyện lớn chút nha, con lúc con không nghe được. Nè, đi ngoài đi đừng quá. Đi ngoài đi, đi ngoài được. Đi ngoài đi. À rồi bây giờ mình sẽ, bữa nay mình sẽ làm một bài test nhỏ ha. Và đồng thời mình sẽ ôn lại sơ, just run through all the knowledge that you learned before about the grammar. Về grammar đi ha, rồi sau đó mình sẽ làm. Đầu tiên thì mình sẽ tập trung vào cái present simple trước ha, đi sơ qua cái, rồi sau đó thì mình sẽ mình đi sơ qua tất cả đi. You see that? Con nhìn màn hình được không nè? Rồi, mình đi sơ lại, nó không có vẻ ôn nhưng mà mình tự mình coi lại ha. À. Rồi, mình xem lại, sơ lại nha. Ok, à, bữa nay không làm cái background thấy nó rõ hơn đó. Bữa không trải cùng làm background không? Thấy nó hơi nhòe, ok, nhà không thấy được. Rồi bây giờ mình sẽ dùm vô đây ha, qua sơ lại. Thường là present simple tense, when do you use present simple tense? Mình à, con đọc to lên chút xíu nha. Try to speak louder please. Ok. We use the present simple to talk about habits. And situation, general, good and fast, fixed arrangement. Yeah, that's great. Can you give me an example for the habit? Thử mình cho cô một ví dụ ấy. The habit, cái thói quen này. I think it's easy. À, con biết không? À, rồi. Biết. Không biết hả? Ok. The habits là thói quen. Chẳng hạn con nói, à, bây giờ tôi thức vào lúc 7 giờ ha. Chẳng hạn con tôi thức về 6 giờ sáng mỗi ngày chẳng hạn. Thì nói là sao? Ai gì? No, I'm always get up at 6 a.m. À, every day chẳng hạn. Đúng không? À, vậy là cái đó là có phải habit trong cái thói quen không? Cứ là 6 giờ là tự nhiên mình phải thức dậy. Mình thấy nó là đủ giấc rồi chẳng hạn vậy. Thì cái đó thói quen đó. Rồi, bây giờ mình nhìn lại với cái ví dụ nha. Ok, like. À, habit thì nó dễ rồi, nhưng mà unchanging situation. Thì mình cho cô ví dụ nha. Ok, chẳng hạn như là gì nè. Không thể thay đổi được ha. Cái tình huống không thể thay đổi được. Như là ai gì? Chẳng hạn mình nói, ừ, tôi học ở trường nào đó. Được không? I
tôi sống ở nơi nào đó, I live in Hà Nội hay gì đó ha. Rồi cho một cái thời gian đã được sắp xếp, đã được sắp xếp sẵn nha, thì mình nói sao? For fixed arrangement. Đâu? Chẳng hạn như là mình nói sao? Mình đã lên lịch cho cái chuyến đi vào ngày mấy tháng mấy, cái thời gian cụ thể ha. Rồi. General truth and facts này kia. Thì một cái sự việc không thể thay đổi, chẳng hạn mặt trời thì nó mọc ở đâu rồi lặn ở đâu chẳng hạn, rồi đơn giản thôi. Cái này thì mình cũng quá rõ về cách hình thành ha, có ba dạng đó, đó là affirmative, negative, interrogative. Rồi to be thì như thế này ha, am is are thôi. Affirmative thì mình sẽ chủ từ cộng động từ nguyên mẫu, nếu chủ từ đó là I, will you, they thì mình sẽ luôn là động từ không thay đổi, he, she, it thì động từ thêm s hoặc es này, dọn mình rõ rồi phải không nào mình? À, vậy bây giờ mình sẽ qua bên cái thì hiện tại tiếp diễn nha, present continuous chút xíu đi. Present continuous sentences. Ok. Đó là gì nè? Subject. Subject. The I is an nothing object. Và cái dạng phủ định của nó thì thêm not thôi ha. Này thì cũng nó giống như cái dạng bên kia nhưng mà có in sao thôi. Rồi. Và có một vài dấu hiệu mà mình để mình biết đó là gì nè. How can you some signals words for that kind of present tense? At this moment. At the moment. Okay. At this time. Today. Can you make a sentence? Can you make an example about that? Cô đặt một ví dụ cho cô để khi cộng với cái signal words này cho cô xem. Signal words. I am studying English. Yeah, that's great. Very good. Okay. Diễn tả những hoạt động đang xảy ra ha, nó còn diễn tả những cái gì đây hả, những cái gì đây, đây là gì nào? Quay là mình dòm từ cái này ha. Ok. We use this tense for other kinds of temporary situations. Mình còn sử dụng cho những hoạt động mang tính chất gì? Tình huống mang tính chất. New habits. For a long time. Rồi, chẳng hạn mình có ví dụ gì đây? He's eating a lot. Lot this day. À, rồi gì nữa nè? He's swimming every morning. She's swimming. Yeah, that's right. Cho một vài cái sự, cái thói quen mới đang hình thành, đang dần hình thành. Okay. Rồi.
ngoài ra thì mình thấy nó cũng có một cái dạng đặc biệt, đó là cho ngay cả future use luôn ha. Thế nó hơi lạ lạ này. Ok, chẳng hạn như là gì? Cho những hoạt động mà mình đã gì, we have already made a plan, right? Mình đã có cái dự định rồi ha, sắp xếp rồi. Ok, và mình chắc ăn là gì? And we are pretty sure that the event will happen in the future. Thấy cái phần này thấy nó hơi lạ lạ ha. Chắc có lẽ là mình cũng ít dùng, nhưng mà mình xem cho biết thôi ha. Rồi. Xong chưa nào? Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục qua bên cái there is và there are nha. Ok, mình đi sơ qua trước, đi sơ xong rồi mình đã làm thì mình sẽ có cái phần lý thuyết trong đầu mình, còn nếu mình làm liền cũng được ha. Ok, can you see that? Mình sơ Yes. qua. Ok. Đối với there is, there are thì mình sẽ chú ý vào hai điều, đó là gì ạ? Chú ý vào gì nè? Các cái danh từ đi đi trong cái Countable Countable and uncountable. Ok. Rồi gì nữa nè? Dạng gì nữa nè? Single Singular, rồi dạng gì sau? plural. Rồi. Ok, đối với dạng singular nouns thì mình sẽ dùng như thế nào? Lúc nào mình cũng dùng với nó there gì? There is. There is. Và phía sau nó thường là một cái gì? Nếu there is thì phía sau nó thường là gì? Một cái mạo gì? Mạo từ. Mạo từ đúng không? Chẳng hạn như là đúng không? There is a pen, there is pencil, hoặc là một cái gì? Số, con số được không? Con số đâu, one gì đó. Ok, rồi tiếp theo thì đằng sau nó thường là gì nè? What comes? Rồi thì chúng ta sẽ có là một danh từ plural, plural nouns chẳng hạn như. Now speak out loud all these kind of examples over here, please. They are three heads in the race. They are not five horses in the race. There are not many people joining concert. There are not any students in the classroom right now. Right, bây giờ mình sẽ dồn vào cái bảng này chút xíu đi ha. Ok, nhìn sơ qua chút xíu rồi mình dừng lại rồi mình tiếp tục. Ok, những cái gọi là nguyên tắc thêm SES là con cũng rành rồi ha. Ok, phải không nè? Mình Một. rồi mình tiếp nha. Là coi sơ cái rồi mình làm bài bài kiểm tra thôi. Rồi. Rồi. Mình sẽ tập trung vào gì nữa nè? Ngoài ra mình sẽ con có thể nói cho cô biết một vài cái danh từ mà lúc nào chúng ta cũng được dùng ở cái dạng số ít này gì đây. Đọc một số danh từ cho cô. Can you name some singular noun please? There is À, hot chẳng water hạn in the bottle. Rồi gì nữa? Water, rồi gì nữa? There is some rice Rice. left on the plate. What else? There is not any milk in the fridge.
What else coming in? This only coffee in the cup. Okay, that's it. À, tức là những cái dạng thể lỏng ha, thì mình sẽ dùng luôn, dùng ở gì? Yes. À, đơn giản như thôi. Và những cái mà mình khẳng định là không đếm được như là rice, hair, này kia đó ha. Thì lúc nào mình cũng sẽ cho nó ở dạng uncountable noun là không đếm được luôn. Rồi, that is not. Sau mỗi bài thì cô sẽ sửa cho mình luôn nha. Và coi mình làm đúng bao nhiêu câu nha. Ok. Và sau đó thì cô sẽ ghi lại. Cô sẽ ghi lại trong cái phiếu đánh giá mà mình làm bài đó. Ok. Và gửi lại cho mình sao. Ok. Phiếu đó thì cô sẽ giữ nha. Và mỗi lần mà mình làm bài xong thì cô sẽ gửi phiếu đó cho mình. Cứ hoài vậy. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nha. Ok. Test 1. Rồi đầu tiên mình sẽ làm cho cô 7 câu đầu tiên nha. Now, just check out the notebook. Ok, hold on your pen and ready to go that. Ok, ready to go. Rồi, choose the correct answer. You can write 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and then look at the question, choose the correct answer. Let's go. I am a student. Ah, number one, A. Okay. How about number two? Number two, thì mình sẽ có nào nè. Ok. Mình cân nhắc chút nha. My father, mình thường là always make hay là make always. Ok, hay là always makes. Chú ý nha, cái này nó hơi bị rối nè. Pay attention. My father always make excuses when I do not go into cinema. So your answer is A, B, or C? B. B. Okay. Now try yourself. Mình cố gắng lên nha. Suy nghĩ kỹ chút xíu nha. Okay. Mình ngồi mình có thể thay đổi được. Rồi con cứ làm đi. Okay, number three. His students don't speak German in class. Okay, you mean A? Okay. So number four. You see that? Number four. We are not 6 years old. So A, B, or C? C. Okay. Right. Okay. Number five. John works. He works in a supermarket. A, B, or C? A. Okay, number six. The flowers are normally. The flowers are normally A, you mean, right? You mean A, right? Okay, how about number seven? Danny? Danny from
then you phone his father on Sunday. So, A, B, or C now? C. Bây giờ mình cùng check cái đáp án nha. Rồi đáp án của mình number 1 là A. Này cô tự cô check luôn cũng được ha. Number 1 mình sẽ chọn A ha, bạn chọn đúng nè. Ok. Number 2 thì mình chọn là B, đúng không? Đúng không? Nhưng mà đáp án của mình là gì? Là C. Tại sao mình phải chọn C đây? Thứ nhất always vị trí đó là đúng. Rồi sao là động từ, nhưng my father ở đây là số ít đúng không? Như vậy động từ mình phải thêm gì? Thêm s. Vậy mình phải là always makes. Đó, ok. Vậy là mình đã bị sai một câu nha. Ok. Và câu tiếp theo nè. Number 3. His students. His students là có s thì chúng ta chọn là A. Ok, that's great. Number 4. She not be 6 years old. She là gì đây? Ngôi thứ ba số ít thì động từ to be của nó là gì nè? Is. Is, okay. Is, nhưng mà đây cho not thì mình ghép vào thành isn't. Okay. Okay, vậy mình chọn gì nè? Mình chọn đáp án A. Okay, chọn A chứ không phải C nha. Okay. Rồi, number 5. Số 5 nè. John. Okay, John works. Okay, good job. Chúng ta chọn A. Number 6. Are anomaly. Chúng ta chọn A. Đúng rồi. Okay, that's great. Rồi, mình qua number 7 nha. Number 7 lại một cái lỗi của con nhỏ nữa, đó là lỗi gì đây? Dùng cái gì? Động từ. Ở đây Danny là tên riêng đúng không? Mình không biết nam nữ thì mình nghĩ trong đầu là he hoặc she đó. Vậy he hoặc she thì động từ có thêm gì không? Yes. Ừ. Vậy mình chọn này đúng không? À, mình chọn phải là gì? B mới được. Ok. Rồi, mình sẽ cố gắng nha. Mình cố gắng mình gọi là kỹ hơn chút xíu nữa nha. Rồi. Ok. Rồi mình qua cái tiếp theo nha. Qua task 2. Bởi vì nãy là cô tính là ôn kỹ lại cho mình á, nhưng mà thấy mình cũng biết rồi như vậy. Rồi mình sẽ làm từ câu số 1 cho tới câu số 7 nữa nha con. Rồi bắt đầu làm đi. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Cố gắng mình tập trung ha. Coi cái chủ từ cũng quan trọng lắm. Tại vì mình làm sai cái chủ từ á, mình nhìn sai chủ từ, mình làm sai động từ to be. Rồi sai động từ thường thì kia tụi nó cũng không hay. Rồi. Mình hãy coi đây nè. Present simple or present continuous. Người ta lại hỏi mình hai cái nữa. À, đây là hiện tại đơn hay là hiện tại tiếp diễn nè. Rồi mình xong mình mới áp dụng vào cái công thức mình làm. À, câu đầu tiên con chọn là they are running, đúng không nè? Rồi, number 2. He often goes to the park. Okay. Half of even. You mean goes, right? Goes. Goes. Okay. How about number 3? Every day she is going to work hard. Mình sẽ chọn là goes, đúng không? Goes. Go. Không, câu số 3 kìa. Câu số 3, every day she goes. Number 4. Now, Lam is studying English family when he is listening to music. Còn Lam thì sao nè? Lam is studying. Is studying, right? And we have is listening. Okay. Another part? And sometimes I play badminton. Play? Yeah. Number 6. Are you in class 1, 2, 8, 3? Okay. Are you in class? Number 7.
can you see now? Okay, the sign of words now. Okay, so do you all pay with me? Just pay attention to the sign of words now. Okay, which tense can you use in when you see the word now? It's present continuous. So how can you make present continuous for this kind of question? Are you playing badminton? Okay. Try yourself. Okay. Now let's look at the answer. Okay. The transcript here. The key. Okay. Now look at here. Okay. The first one. They are running. Okay, that's great. Number two. Girls. Number three, girls. Number four is studying. Number five, play. R. Yeah, that's great. Yeah, this time you did an excellent job. Okay. Okay, này thì mình làm tốt hơn nha. Hầu như những cái câu ở task 2 này là mình làm đúng hết nha. Okay. Yeah, very good. Mình cân nhắc chút là được. Rồi, next. Okay, now task 3. Write sentences based on given words. Mình sẽ viết lại câu dựa vào những từ cho sẵn rồi ha. Ok, rồi. Mình thử mình viết ra tập luôn ha. Mình cho quen nha con. Mặc dù là con nói là một chuyện nhưng mình viết cũng quan trọng đó. Có khi mình nói hệ đúng nhưng mà tới chừng mình viết mình lại viết sai. Mình hơi ẩu hay là mình hơi vội cái gì đó. Rồi viết luôn đi. Rồi vừa viết xong rồi vừa nói luôn câu đó cho con. Từng câu một. Vừa viết rồi vừa nói, viết nói luôn. Ok. Con sẽ ghi ở đây cái đáp án của mình ha. Task 3. Okay, there are 7 sentences over there. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viết xong câu 1 rồi mình đọc lên cho cô nha. Rồi cô sửa từng câu 1 luôn. Cho nhanh chứ để mình làm hết trơn cái thời gian mình bị thời gian nó trống hết. There is a cup on the table. Rồi, ok nào. Let's check. Mình kiểm tra thử đây. Yeah, that's great. That your cup of S. Ok, good job. There are socks under the chair. There are socks under the chair. Ok. Okay, good. But you can use a quantifier. Mình có thể sử dụng một cái lượng từ đằng trước socks như là gì ạ? Some. À, một vài some vô cũng hay ha. There are some vô ha thì sẽ đúng hơn. Mình rút kinh nghiệm nha. Okay, cũng tương đối tốt nè. Okay, number three. There is not. And that is that room. This is room. Con dùng là there is not bed in his room. No, there is not any bed in his room. There is not any bed. Đúng không? Right, okay, now let's check. Okay. There isn't a bed. Okay, there isn't a bed. Any thì cũng được ha. Okay. There is not a bed in his room, or there is. Hình như cô nhớ là nếu mà dùng any thì mình cũng có thể dùng là there. Để gì? Nếu mà mình dùng any á nha. Quan chờ con chút xíu. Để con dặn chỗ này. Nếu mà con dùng any á thì bed này phải có s. Được chưa nào? There aren't any beds. Đó. Tại vì best đếm được thì any nó cũng dùng được cho danh từ đếm được nhưng mà phải thêm s vô nha. Và phía trước á của câu mình phải dùng động từ are. Như vậy câu này mình phải dùng là there is not a bed. Mày đúng nha. Được không?
not populated, if there isn't a bed in this room. Okay, how about number four? Mình kỹ hơn chút nè. Chú ý chút xíu. They are books on my desk. Okay, rồi, kỹ nha. À, ở đây như lại cô mới vừa nói nè. Đó là nếu books có S thì phía trước nó phải có S gì? Any, được chưa? Any ở dạng gì? Số nhiều do books này đếm được. Any nó đi với số gọi là gì? Danh từ đếm được. Ok. Do vậy mình phải là there aren't any books on my desk. Được chưa? Cái cấu trúc câu này con chưa có rõ lắm nè. Phải dùng there aren't any nha. Any books on my desk. Rồi, number 5 nè. Số 5 nha. There is a flower behind that tree. Okay, there is a flower behind that tree. Okay, that's great. Đúng rồi. Great. Câu nào đúng thì cô ghi vô, còn câu nào bị hơi wrong thì cô sẽ ghi lại. Đang đó mình lúc there mình... are some girls in front of the building. There are some girls in front of the building. Okay, now look. Rồi câu còn lại luôn đi. Number 7 luôn đi. There is a computer in her office. There isn't a computer in her office. Okay, now. Rồi, yeah, that's great. This time you did a great job. Lần này mình làm tốt hơn rồi đó. Okay, very good. Vậy ở đây thì con đã chính xác được 5 câu trong 7 câu ha. Okay. Và hai cái câu mà mình bị sai đó là mình dùng there is any nó không đúng chỗ, và chỗ mà there aren't any books thì mình không có dùng được. Chỗ mà there not bad câu số 3 đó con đọc lại cho đúng như cô nãy nè. Mình nếu có cơ hội làm lại thì mình làm sao nè cô ba? À, con làm sao? There isn't bad. There isn't a bed, được chưa? There isn't a bed in this room. Tại vì người ta không cho mình ấm S, bởi vì mình không có cơ hội để mình làm. Mình cho aren't mình trước được. Aren't is so nhiều. Ok, rồi, câu số 4 nè. Xem, number 4. There aren't any books. Any books on my desk? There aren't any books on my desk. Okay, that's great. Mới đây mà thời gian trôi cũng khá nhanh ha. Okay. Right, bây giờ mình qua test 4 nha. Chắc nửa học bài mới con mới bù thời gian lại được bắt. Okay. Rồi, bây giờ mình sẽ qua find the mistakes and correct them. Okay. Mình sẽ tìm lỗi ha và mình sửa luôn. Ok, rồi mình bắt đầu làm đi con. Be careful nha, làm kỹ lại chút. He working on some works. À, mình thay vào. Ok, work, replace work. Works by is working. Yes. Đúng không nè? Ok, good job. Now the next one. À, mình bỏ cụm nào ra nè? À, còn bỏ gì nữa không? À, bỏ bao nhiêu đó thôi. Kỹ lại chút rồi, be careful coi. Mình chỉ bỏ eating vừa thay thành eat thôi phải không? Ok, rồi. Bỏ eating và thay thành eat, huh? Rồi. Number 3. Thay tree on trees. Có
con thay chữ gì? Tree thành trees. Tree. Thêm s đúng không? Mm. Okay, now next one. Number four. Mm. Thay is on all. Ah, okay. How about number five? Thay is on all. Rồi bây giờ mình qua bên đây mình kiểm tra ha. Ok. Ở đây mình sẽ thay is working. Wow, thay works bằng is working. À, eating thành it. Đồng thời mình bỏ gì luôn nè? Mình bỏ luôn cái cụm are eating luôn nha. Mới đúng. Cho bây giờ con nói à, em bỏ eating mà em thay vô it thì giống như là are it thì nó còn sai dữ hơn nữa. Được chưa? Không phải nói là con bỏ toàn cụm are eating và thay bằng it thôi thì nó hay, nó đúng hơn đó. Rồi tiếp tục nè. Rồi trees are okay, that's great, đúng rồi đó. Rồi ở đây thì cái task 4 này mình làm đúng được bốn câu trên năm ha, nói chung là chính xác nhất á. Còn nếu mà vô di chú á, tức là cho chấp nhận luôn á, thì câu số 2 cũng đúng rồi, nhưng mà con nói là à mình bỏ cái tin không à, thì vậy là không đúng nha. Đấy, con hỏi à con có bỏ cái nào nữa không, thì con nói là con bỏ chữ ít tin và con thay ít thôi, vậy là không đúng. Ok, rồi tiếp tục nè. Rồi mình qua phần test 5, filling the blanks with the correct form of verbs given in the box. Rồi mình sẽ điền vào nha. Ok. Những cái từ. Ok. Rồi mình có task. Task 5. Ok. Would you look for on the room? Ok. The first one you mean learn, right? Number two? Mary? What's next? Mary needs home. Needs home up. We a cup. You mean meet, right? Yes. Be careful nha. Bây giờ con làm cẩn thận, con nhìn cái bài này khoảng trong vòng tự làm vô tập luôn đi. Làm khoảng 2 phút đi, rồi đọc ra đáp án cho cô. Tại vì khi mà cô kêu con nhanh quá, vừa nói vừa làm vậy đó, thì có khi con bị rối, nó có thời gian suy nghĩ á. Giờ con làm giùm cô đi, rồi mình nói ra một lượt luôn nha. Đừng có vừa suy nghĩ vừa làm. Mình ghi 1, 2, 3, 4, 5 rồi mình vừa đọc vừa suy nghĩ. À tôi điền câu số 3 này kia, hồi mình sẽ có cơ hội đổi lại nữa. Còn nếu mà con lỡ con nói rồi cũng hồi là lộn xộn sang hồi chứ. Ok, rồi bây giờ con nói cho cô đáp án nha. Ok, tell me about the answer. Learn. Learn number two. How about number two? Come. Number three? Have. Right? Yeah. Ok, bây giờ con
suy nghĩ kỹ nha, tại vì người ta nói gì nè. À, has, right, before. Mình nghĩ kỹ cái form của nó nha, tại nên thay đổi theo chủ từ. Goes. Goes. Yes. Five. Meet. 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 Meet or meets. Meet. Okay. Okay, now let's check. Jana. Okay. Đầu tiên là mình learns phải có gì? Yes. S. Rồi comes có S đó nha. Đấy, nghe comes không ạ? Phải không? Đấy, con nói comes có S không? Mình? Không. Ok. Từ chấp nhận luôn ạ. Ok. Bởi vì nó là làm từ từ thôi hả? Hả? Nói ờ con xong rồi. Làm gấp tôi gì vậy đó. Rồi. Ok, rồi good job. Con nghĩ là con hiểu. Con hiểu được vấn đề tại sao mình sai. Nhưng mà tại do gấp quá rồi không có mà làm đúng là do gấp chứ không gì. Rồi. Bây giờ mình sẽ coi lại cái phần điểm mình nha, tức là con làm cụ bài cũng khá tốt nha, nhưng mà trong cái đây cụ coi lại nha. Ở đây cậu task 1 thì mình làm 7 câu thì mình đúng 5 câu nha. Task 2 thì mình đúng hết. Task 5 thì mình 7 câu đúng 5 câu. Task 4 thì mình nói chung là đúng cũng 4 trên 5. Task 5 thì mình đúng 3 trên 5. Ok. Thì cái phần này nữa cô sẽ gửi mình sao nha. Đúng không? Ừ. Gửi cái phiếu mà mình đánh giá sau cái buổi này. Ok. Rồi bữa nay mình sẽ qua phần tiếp theo. Bữa hôm hình như là cái mình đang học giữa chừng hả ta? Cô coi lại nè. Rồi không Minh? Minh ơi, có thấy màn hình không? À, để con coi coi mình, bữa nay mình sẽ học qua phần nào được. Ok. Bây giờ mình sẽ trong thời gian còn lại á, thì mình sẽ ôn lại một vài cái, ôn lại chút xíu nha, để chừng nữa mình sẽ làm tiếp một cái bài test nữa, làm tiếp một cái bài test cho nhìn màn hình nha. Chờ con chút nè, mỗi nó hơi bị lâu tại cái mạng đó. Rồi vừa hổm là mình học tới cái phần này nè. Mình học xong cái phần family and friends. Đúng không? Unit 1 nè, rồi unit 2 nè. Và kết thúc cái phần này thì mình có một cái bài gì? Mình có một cái bài review. Listening. D là reading. Rồi bữa nay mình qua bên phần này chút xíu à, phần listening nha. Là mình ráng học cho hết cái phần này nhé. Vừa hôm
cô có gửi con này con làm chưa Minh? Minh ơi, bữa hôm cô có gửi con cái phần này rồi con có làm chưa? Phần này này con nhìn vô đây giùm con nha. Nhìn vô đây hộ con. Nè con thấy không? Phần này nè. Rồi bây giờ mình làm thử cái phần này còn thời gian còn lại nha. Rồi bây giờ mình làm thử cái revision cái phần số 1 này giùm cô nha. Ok. Đây cũng là một cái tiết thôi, do vậy mình cố gắng mình làm được tới đâu hay tới đó đi. Ok. Phần listening này thì mình là spelling and pronunciation. I can distinguish between words with very similar sound within them. Ok. Số 1 thì mình sẽ đọc lại hết cái này giùm cô. Minh, can you? Không xong, tắt microphone này Minh. Mở lên đi. Ok. Rồi con thấy không nè? Không. Ừ. Nó hơi nhỏ không? Có nhỏ lắm không? Không. Ừ. Hơi nhỏ nè. Ủa nãy giờ con tắt microphone con hay không? Ừ. Nãy giờ con tắt. Tắt cái âm thanh con có hay không? Hay là sao? Giống như là con có biết là con đang tắt không? Hay là biết hả? Rồi bây giờ con đọc lại cái cụm từ này giùm con nghe. Rồi nhảy sao? Sorry, Minh, can you... Rồi, mấy cụm từ này như là my bedroom nè, dinner, the dishes này kia, đọc sơ qua nha. The washing, the supermarket, to the table, the dishwasher, the house, the ironing nha. Rồi, bây giờ mình sẽ... complete the housework activity with the verb below. Đó. Đó mình làm thử cái phần này thôi. Clean my bedroom. Clean my bedroom. What's next? Cái tiếp theo nè. Cook dinner. Cook dinner. What else? Wash the dishes. Wash the dishes. Okay, good job. Next one. Lesson 1C, exercise 4. 1. End. 2. Match. 3. Park. 4. Late. 5. Eat. Rồi, tiếp tục nào. Okay. Tiếp theo của mình. What's next? Supermarket. To the supermarket. Roll the stools.
Supermarket. Go to the supermarket. Number six. The table. Anh dùng chữ clean được không? Clean được. À, clean, clean được rồi ha. Mình thử mình coi coi clean đó mình dùng được không? Cho my bedroom không? Cái quyển sách Family and Friends này ở trong trường con có học không Minh? Có. Hiện giờ là con đang học Family and Friends hay là học cuốn sách của Bộ Giáo dục Minh? Từ này. Ủa, cái cuốn đó là con học của Bộ Giáo dục mà. Đúng. Bởi vì cái cuốn này là nó nằm trong cái cuốn Family and Friends. Bởi vì nhiều lúc mình nghiêng xương qua mà nó không có cái gọi là cái sách student book á. Giờ này mình hơi bị muốn cuốn ha. Cái này là book hết hả? Test. Bữa nay do mình làm bài test cũng hơi sớm nha. Ok, do vậy mình có thể coi sơ qua cái mà mình sẽ học bài sẽ học trong cái tiết tiếp theo nha. Tiết tiếp theo thì mình sẽ qua phần bên đây nha. Mình sẽ qua cái phần D reading nha. Sorry, phần C nè. Listening. Mình sẽ học với cái này xong mình mới làm bài. Sorry about that. Rồi tiếp sau thì mình sẽ học mấy cái này nè. Con dòm vô màn hình giùm cô ha. Ok. Mình sẽ học về cái những từ vựng. Ok.
Rồi một bài đọc ha. Rồi làm một vài cái bài đọc như thế này. Listening. Rồi. Và nếu còn thời gian á thì mình sẽ làm luôn những cái bài tập luôn nha. Sau này nếu còn thời gian á thì cô mở cái phần bài tập mà thường cô gửi cho con á. Rồi mình làm mình sửa luôn tại chỗ nha, cho đỡ khỏi về nhà khỏi làm. Ok nào. Rồi, bữa nay mình nghỉ sớm chút xíu ha. Ok. Rồi. Rồi khoan. Cho cô nói cái ha. Tiếp theo thì mình sẽ bù lại khoảng 5 phút ha. Rồi tiếp sau nữa mình bù 5 phút và hoài tới nha. Rồi khoảng 3 lần như vậy thì mình xong. Tại vì có lúc cô quên thì cô sẽ bù lại ha. Ok. Rồi. Goodbye, see you next time.